Nên đang muốn nuôi lại con husky ngáo 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 ngơ khoái đó. Mặc dù nó rất quậy nhưng mà không hiểu sao cái quậy của nó mình thấy nó đáng yêu, nó dễ thương. Nhiều khi nó quậy mà tội ha. Tết đầu năm để kể cho nghe, mùng 1 Tết nuôi nó với thêm một má bảo vệ mà là giống bẹt bẹt rê bỉ á. Trời ơi, lúc đó về mùng 1 Tết nhìn không ra cái nhà luôn. Alo. Nó quậy, nó phá, nó xé, tan tành khói lửa. Mùng 1 Tết bước vô nhà một cái thấy không có đường đi luôn. Trời ơi. Đang live mới rồi mấy công chuyện đó. Hay ghê vui lắm. Nhưng mà vui. Đúng rồi. Con tụi nó vui lắm. Nhưng mà nuôi bằng áo đỡ hơn. Chứ đừng có nuôi bẹt ghê bỉ. Nó quậy lắm. Quậy tan xác. Cái má bẹt ghê bỉ á. Quậy không? Chờ mình 5 phút nha. Chờ lắm. Quậy mà quậy điên cuồng luôn, quậy mà gì đam mê quá. Bằng con bẹt ghê bỉ á. Mà nó khôn một cách kinh khủng khiếp. Nó khôn, A Di Đà Phật, nó khôn mà nó biết mở cửa luôn. Nó biết đứng dậy nó mở cửa nó đi vô nhà luôn. Tại ơi, cái con bẹt ghê bỉ á. Trời ơi, nó khôn dữ lắm á. Mà nó quậy gì mà nó quậy ông nội, quậy chịu không nổi. Muốn nói với nuôi một con bẹt ghê bỉ, một con husky, hai đứa cộng lại là không còn cái nhà luôn. Không thấy đường đi luôn. Mùng 1 Tết về à. Trời má ơi. Mà lúc đó tôi còn nuôi rùa. Tôi nuôi mấy con bồ câu, rồi nuôi thỏ, rồi nuôi gì chim. Nuôi... Ôi lúc đó nhà tôi như sở thú ba. Về nhà nát luôn cái sở thú hả? Nó đi kiếm lồi mắt. Hay ghê dữ lắm, tôi yêu động vật lắm. Nhiều khi tôi dính lắm, tôi mua dữ lắm. Mình mua, mỗi lần tôi mua là mẹ tôi niệm A Di Đà Phật. Nghiệp tới, nghiệp tới. Tôi mua xong rồi về tôi bắt mọi người chăm á. Mỗi lần mà tôi mua cái gì là mẹ tôi sẽ niệm A Di Đà Phật. Tới rồi, tới nữa rồi, tới nữa. Ngày xưa tôi còn nghiện mèo nữa. Tôi mua những cái con mèo mà có giá tới 100 củ. Tôi vẫn mua. Không biết sao tôi nghiện động vật kinh khủng. Lúc tôi mua con mèo Spicy á, mà tôi bị dụ. Lúc đó tôi đâu biết chỗ mua đâu. Họ mua nó có mấy chục thôi. Nó dụ nó bán tôi tới 100 củ. Vậy mà tôi vẫn mua, thấy ghê thiệt. Quá trời. Mua xong về nuôi có được đâu. Chết bèo. Trời, tức điên. Xưa là lịch sử là mua mấy con mèo mấy chục củ, mua xong về nuôi không được, phải cho người này cho người kia. Trời ơi, avatar nhìn ám ảnh quá à, chấn động quá à, thấy ghê quá à. Vậy sao giờ thấy đồ mặn quá, thấy nó ghê ghê. Khi ăn mau mau. Ăn thêm ít cơm nữa. Trời ơi, người ta nói ăn chậm nhai kỹ ế, nó mới vô pin. Rồi đó đang chạy. Người ta nói ăn chậm nhai kỹ mới không bị đau bao tử mấy ba. Nên là bây giờ tôi ăn cơm lâu lắm. Một lần ăn cơm á, phải đâu nửa tiếng. Giờ ăn thì là cần nhai rồi nhai á. Nhưng mà nó rất là tốt với dạ dày. Còn mấy bạn nữa ăn mà ăn kiểu ăn mà ăn nhanh, ăn vội. Ăn mà không có nhai. Ăn mà phải nhai ít nhất mình phải nhai 20 lần là mình hãy nuốt. Rất là tốt cái dạ dày. Chứ ăn nhanh xong rồi đau bao tử khó chịu. Nên tôi ăn bây giờ tôi ăn lâu không ăn ăn nhanh như ngày xưa. Còn ngày xưa ha, tôi đi ăn đi làm á, tranh thủ á, ngồi ăn cái tô hủ tiếu vừa mới bưng cái tô hủ tiếu để cái cặp xuống, ông tài xế ngồi cái ổng chưa kịp quay qua quay lại là thấy chú quơ vô xong rồi đó. Là ổng phải ráng ổng quơ lẹ nhanh để ổng lên ổng chạy xe tôi á. Ăn nhanh xong rồi bị đau tử nè. Nghiệp tới giờ đó. Nên giờ phải học ăn chậm. Giờ ăn uống heo thì giờ một ngày mà không heo thì là bữa đó nghiệp tới liền. Không cần đợi nhân quả luôn á. Một ngày mà sống không heo thì là nhân quả tới nó kiếm liền.
Hôm bữa lỡ uống có một ly lúa mạch, giờ phải trả giá uống lại đây à. Nóng quá chịu không nổi. Nhân quả nó tới nhanh lắm mọi người. Ngay cả việc ăn uống nó cũng tới nhanh nè. Mọi người sao tôi không biết chứ tôi là nhân quả tới kéo nghiệp trổ bông luôn chứ phải trổ bình thường. Nói ý nè. Nghiệp của tôi là nó trổ bông luôn chứ không phải trổ bình thường nữa. Nên là ví dụ tôi làm sai là tôi phải trả giá rất là lớn. Còn nhiều người, người ta cái quả người ta nó trổ muộn, tôi trổ lẻ lắm. Ai chửi vậy? Dạ biết. Ê ông Cường hát hay á, nghe ông hát câu. Hát câu ơi. Ăn cơm. Câu ơi, vừa ăn vậy hát. Hát bài gì đó. Bột phấn. Mèo, ôi sao con này vào đây lốt rồi? Đi đường hàng không à? Ai sẵn tôi vậy, đẹp quá vậy. Đóng cái tủ vào Dũng hay không, mèo chui vào cái là xong em. Ê, em thích mấy cái kiểu vậy nè. Mọi người tặng xong em làm decor, làm phòng live em decor. Giống như phòng quý xíu xíu vậy đó. Decor, đẹp quá nè. Mọi người đừng tặng hoa. Hoa nó héo không có decor được. Tặng mấy cái giống vậy em decor được. Đúng rồi. Thấy em decor cái phòng đẹp luôn, tuyệt vời. Món quà này ý nghĩa nè. Ba bảo thích nha. Còn tặng hoa tươi màu khô héo lắm. Bây giờ em không thích cái gì héo nữa. Em muốn nó phải vĩnh cửu. Phải ở bên em vĩnh cửu. Trong cái ví anh trong xe còn hơn 3 củ ấy. Lấy ra xong rồi làm sao chuyển khoản cho người ta để người ta giao cái đèn này qua vậy. Đẹp á. Ai vậy? Của ai à? Có cái người tặng có trong đây không? Tặng nhẹ cành bông. Cảm ơn nè. Đấy, bây giờ xuống lên lấy cái tiền đấy xong rồi nhờ ai người ta chuyển khoản qua. Dạ đó. Em á, Nghi hả? Phải không? Phải của Nghi không? Đâu, vẫn nít cũ mà. Nhưng mọi người thấy không? Hôm nay... thơm lắm. Phải nhà bé. Bây giờ, mở miệng ra là phải nghĩ chứ. Phải nghĩ rồi mới nói chứ không dám nói trước khi nghĩ nữa. Quá mệt rồi. Thấy mà thấy có điềm là phanh lại liền. Sợ rồi, ré. Lấy em bát hát sương mấy bài. Lấy này xuống giùm em. Mọi người muốn em hát bài gì? Sáng giờ rồi. Chưa. Ăn như chuột hả? Đúng rồi. Chị ăn uống heo thầy lắm. Bị chị không heo thầy là nghiệp nó tới. Nó kiếm chị. Chị mệt đâu ai mệt nhìn chị đâu. Nên là buộc phải heo thầy đó. Thèm cam quá. Anh chờ đi xong đi mua rồi. Cam xong rồi. Lấy hủ muối. Chờ đi mua cam mới xong bổ lượng mới. Sơ cua ít phần phở tí là. Hả? Mọi người mà thấy mà người mình nó nóng mà giống như sắp sốt tên ơi, đừng có uống thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt nó hại lắm. Uống thuốc hạ sốt xong là người mình nó giống như là nó nạp thêm một cái độc tố cho người phải đào thải ra. Nên là mọi người pha bột sắn dây em. Ngày xưa đó, người ta đồn uống bột sắn dây bị hàn này kia. Nhưng mà em bị hàn, em uống có bị gì đâu. Người uống mát thì hàn đâu hàn. Tính thuần mộc thì lấy đâu hàn. Tốt nhất là mọi người pha không cần không. Hồi xưa em sợ bị hàn nên em hay quậy cho nó sệt sệt là em ăn á. Nhưng mà nó cũng không có đỡ nóng không mà. Mọi người pha kiểu gì nè. Là dọn này đi xong đi mua cam đi mua đồ lặt vào đi. Mọi người pha theo kiểu là ông Cường là người pha cho em uống xong thấy phút. Ngon quá. Uống ngon, uống rất là ngon. Uống giống như nước giải khát này nè. Nó còn ngon hơn là trà tắc, trà này kia.
vào dọn em quay nhiên cho nó dọn này. Sao từ bao giờ mày sợ chị mày ăn thịt mày đâu mà không phải này. Sao nói tiếng nó thấy mình bị chửi nó sợ rồi nó rén. Cái cam vàng hôm qua bên nhà nhưng hôm qua em cầm về ở trên bang 5 kg 10 kg luôn, mua lúc nào cũng thùng rồi. Ơ vậy thôi kêu bên kia ship qua đi chứ bản ngoài ăn đâu mà hơi thôi mấy mà ship đợi nhá. Thôi hơi họ mua một hồi mua 2-3 trái ăn đỡ xong rồi đợi ship hết ra đây nhá. Trời ơi, mấy em gái của chị có thể đổi cái avatar khác được không? Cái avatar này nó mảnh quá. Cái này là mới mua đúng không? Mới mua sáng. Chị không thích cái avatar đó một chút nào. Nhìn ám ảnh quá trời ơi. Nhìn là thấy sợ mê. Sợ. Chiều đi cắt tóc để làm cái máy che bớt cái sân bay vậy. Cái sân bay hại đời tôi quá. Pha bột sắn dây sao ngon cực cường. Pha bột sắn dây cho ít đường rồi thôi cắt lát chanh. Có nghĩa là bỏ bột xong rồi bỏ nước vô mọi người quậy cho nó tan cái bột ra xong rồi bỏ đường với lát chanh. Ba lát chanh mỏng giống nhìn nè. Là nhìn nó vừa đẹp mà uống nó ngon nữa. Chứ mọi người phải pha sao mà nhìn cho nó đẹp nữa thì uống nó sẽ thấy ngon. Còn pha mà kiểu nhiều người pha mà không có bỏ lát chanh vô à, cũng không bỏ đá vô á. Nhìn tôi không biết mọi người sao chứ tôi là uống cái gì phải đẹp tôi mới uống, một cái gì mà nhìn nó xấu là tôi thấy nó ao tu không ngon. Còn tôi đề co, tôi bắt là phải đề co cái ly nước của tôi phải đẹp thì tôi thấy nó ngon thì tôi uống nó mới ngon được. Tôi bị vậy mọi người, không biết có ai giống tôi không? Pha nước ấm hay nước lạnh kìa? Pha nước lạnh thôi. Pha nước lạnh mọi người, pha nước ấm thì là nó sệt. Thì theo kiểu là ăn chấm với nước mắm nhưng mà ăn thì không ngon. Tôi thấy uống kiểu tôi đang uống là ngon nhất rồi. Uống sớm nhưng đừng uống đêm mà. Nhưng mà đừng uống buổi tối em má. Uống buổi tối nó hại thận. Chỉ nên uống buổi sáng rồi. Thiệt, người mà đang nóng trong người mà cảm thấy giống như sốt á. Hoặc là mọi người nhậu nhiều quá, mọi người uống nó tốt lắm. Nó giải độc nhanh hơn tất cả các loại thần dược. Đừng có uống thuốc, đừng có mua mấy cái thuốc mà giải độc gan, giải độc thận gì. Thật ra uống mấy cái đó vô nó cho mình thêm độc tố chứ có giải đâu. Tại cơ bản mấy cái đó là nó có chất bảo quản trong đó. Mà có chất bảo quản là auto là không có tốt rồi. Nên là bây giờ nghiêng về natural. Giống như em bị trào ngược, em hay uống lá vối á. Uống nước lá vối á, pha giống như pha trà uống. Chứ đâu uống thuốc đâu. Uống thuốc vô nó, đúng là nó nhanh hết thiệt. Nhưng mà nó làm cho người mình nó làm sao á, nó kỳ lắm. Lá vối ngon lắm rồi, uống giống như uống nước trà vậy đó. Nhưng mà uống nhiều quá bị tụt huyết áp nha. Đợt uống quá trời uống xong tụt quá tụt. Uống vừa vừa thôi, uống nhiều. Ở cái đó có giảm cân á. Dành cho mấy người mà hay lên máu rồi đó. Cảm ơn Endin. Mua cái trang vàng hôm qua đi mua tặng chứ. Mấy người mà hay lên máu uống cái đó cho nó bớt lên. Còn tôi là uống nhiều quá tôi bị tụt. Ủa cái muỗng này sạch không? Mình thấy nó gít gít ghê quá. Còn muỗng khác. Cầm cái muỗng là thấy không ngon. Tôi bị cái đồ ăn đồ uống tôi mà không sạch là tôi thấy không ngon. Tôi kỹ tính. Ấy cái đó chưa rửa má. Má vô má rửa đi má. Tôi bị cái là đồ ăn của tôi mà nó không có sạch là tôi auto tôi thấy nó không ngon. Nó phải sạch thì tôi mới thấy ngon. Nói với tôi nhà sạch thì
bát mới ngon, đồ ăn nó nhìn phải sạch. Nhà sạch thì mát, mát sạch mát cơm. Không, nhưng mà ngồi nhà sạch thì ăn cơm mới ngon, có ai công nhận gì không? Ngồi ăn cái chỗ mà nó dơ, mà nó dơ, nó có ngon nữa. Giống như ai mà gửi chén mà tôi cầm vô mãi gít gít là tôi out, tôi bỏ cơm, tôi không muốn ăn. Thế với tôi gì mà bỏ vô miệng đi là nó phải sạch, nó không sạch là tôi không ăn. Tôi thà tôi nhịn đói, tôi uống sữa hoặc tôi uống cái gì đó nó đóng chai đóng hộp tôi thấy nó ngon hơn. Nhưng mà mấy cái món mà tôi lại thích ăn những cái món bún nha, bún riêu, bún riêu, bún đủ các loại bún lại rất thích ăn. Mặc dù nó không sạch nhưng lại cũng thích ăn. Nhưng mà khuất mắt tôi thì tôi ăn nha, tôi thấy nó làm dơ rồi tôi cũng ăn. Mà ngày xưa thôi, bây giờ cũng hạn chế ăn rồi. Ngày xưa thích ăn bún riêu lắm. Bún riêu ở đường cái chợ Bến Thành á, mọi người có hay ăn đó không? Bún riêu ở chợ Bến Thành có cái bà bán á, từ năm này qua tháng nọ bán tên nơi ngon dữ lắm. Lâu quá không có ăn. Ai muốn ăn bún riêu lên Sài Gòn là phải ghé bún riêu Bến Thành. Nhất cái nát, nó ngon chấn động. Mà cái tô nó có bé tí thôi, ăn như vậy nó mới ngon. Còn tôi mà đi ăn chỗ nào mà nó đưa cái tô bị lớn này nè, là tôi thấy tôi no ngang vậy đó, tôi không ăn nổi. Mà bên Hàn Quốc á, bị cái người Hàn Quốc người ta ăn nhiều lắm. Tại vì người ta vận động nhiều á. Bên đó là người ta sẽ không có đi xe máy. Bị đi xe máy thì không có bảo vệ môi trường, như lại không có an toàn. Nên đó người ta đi bộ 5-6 cây, 10 cây là người ta đi bộ, chứ người ta không có đi xe máy. Nên cái văn hóa của người Hàn Quốc là người ta đi bộ rất là nhiều. Nên đi bộ như người ta ăn rất là nhiều để người ta có sức, người ta đi làm. Và một cái phần cơm của người ta là bằng 2 người ăn ở Việt Nam. Bự ra à. Rồi mỗi lần qua đó order hen, giống như là một cái thố mà để ăn, nó toàn nấu cái thố bự vậy nè. Một mình ăn không bao giờ hết. Tôi đảm bảo là mọi người qua đó ăn đồ ăn Hàn Quốc, một mình mọi người không thể ăn hết nổi một phần. Nhiều lắm. Nhưng mà ai có sức ấy, thì ăn xong mà đi bộ vui lắm. Ăn xong đi bộ thì sao tôi khỏe ha. Tôi qua bên đó tôi ăn xong tôi đi bộ ha. Một ngày tôi đi 10 cây số, 20 cây số là bình thường. Mà tôi khoái đi bộ lắm. Tôi ăn xong mà tôi đi bộ ha, tôi đi ngắm cảnh, tôi đi hưởng thụ cuộc sống. Sở thích của tôi là đi bộ, mà giờ tôi bị tiền đình, tôi không đi bộ được. Giống như tôi bị xích cái chân lại, tức chết. Giống như tới lúc tôi phải cần học một bài học giác ngộ vậy đó, mà tôi chưa học ra được. Tôi buộc phải bị xích cái chân lại để học cho xong rồi. Rồi ở trên mới gỡ cái xích ra cho tôi. Nhiều khi ở nhà không có đi đâu được. Cay. Dễ stress. Bây giờ bán xếp hàng hàng ngày. Đâu có đua nói đâu mà đua. Có ai muốn chơi BK không mọi người? Thank you ăn cả. Thánh kêu ngoại môn. Thôi.
mời cái bà này coi. Order nước hoa chưa? Đang đang quá trình đang làm giấy phép bên các thứ. Thấy vậy chứ cầm cờ lắm, không đơn giản đâu. Cảm ơn ăn cả nha, cảm ơn dứa heo nha, cảm ơn trái tim màu đen. Cảm ơn miso. Không biết mời ai. Một buổi trưa thật nhạt nhẽo. Ăn xăm bổ lượng. Ủa là bình thường bạn à? Bạn xíu là bà chỉ like buổi tối thôi cô. Chứ buổi trưa vẫn có like phải không? Giờ hát bài gì giờ? Giờ mới hát bài gì chân? Hát bài vợ yêu hả? Biết bài đó đâu. BK bây giờ để vô bảng xếp hạng đi. Này là gì đây? Coi không hiểu gì hết chưa? Giờ không biết chơi với ai chứ. Những người tôi muốn chơi toàn buổi tối người ta mới like thôi. Chứ giờ ngồi chơi ba lát ba sàn mới vui. Thôi ngồi hát với mọi người mấy bài xong em đi đi co cái phòng của em đây. Có gì tối gặp lại mọi người. Chứ chơi mà không vui chơi chi. À vỡ tan nhỉ. Ok, mọi người order đi em hát mấy bài xong rồi em đi deco lại cái phòng với lại điện thoại em không biết sao nó vô pin nó sắp nguồn tới nơi mà. Em hiểu, đừng có ai mua cái iPhone nè. Cho nó vô pin nha má, lấy cục sạc khác đi Cường ơi. Còn có 2% nè, nó có vô đâu. Ôi xời. Chắc hát được bài là nó sẽ sập nguồn mọi người. Chỗ bánh thẳng. Trời, sao tái mét gì? Nè, cái app đâu rồi? Sao tái mét gì trời? Hả? Sao tái mét vậy? App đâu rồi? Tâm lý. Trời, sao tái mét vậy? À, có app gánh rồi đó, mà vẫn tái đó. À, vô dùm cái túi đánh miếng son sao nó tái như trời. Ngụy trang liền đó, hồng hào lại liền hồng pha kia đó, thấy có sức sống liền. Hạnh phúc ngày và đêm bài của không mà thiệt hết bên này phải ra đường đi bộ một xíu mới được. Người khó chịu quá. Đây và ta là như thế đây. Ba bài xong em xuống like có gì tối gặp lại mọi người nha.
đi ra đường tập thể dục xíu. Để ý vỡ tan là như thế đây, mọi ước mơ thật nhiều, mộng mơ thật nhiều, đến khi thì vội vã đôi thay, còn nhanh hơn một mũi tên bay. Rồi lâu thắng đến tim tôi đây, đắng cay là như thế đây, mới đó vẫn là mình, hạnh phúc của mình đến này là của người khác. Lặng nhìn cơn mưa cuốn trôi đi, dọn lệ tất chưa, để ánh mắt ấy đốt cháy nỗi nhớ trong tôi. Nỗi đau là từng ngày từ lạnh mình không sao, từng ngày từ giận mình sẽ qua rất mau, từ vui lắm nó có đơn sâu, từ khâu vá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dần người bên ai đấy thôi. Chẳng phải tôi. Let's go. Âm vang nơi xa, còn đơn giá, còn nhìn phương hoa phía trước. Dần dần tim tôi vun mầm mạnh mẽ mừng mang theo phía trước. Bao tô sông gió là gì khi ta mới chính là điều dịu kỳ. Những phù phàng này cũng chỉ khiến ta thêm vững vàng. Không gian đêm nay hãy giữ lại, chỉ vì một mình ta thấy cảm xúc hôm nay mới chính là điều mình đang tìm đây. Hãy khóc hết nỗi lòng này, xóa hết nỗi buồn này một lần vì ta. Vì nỗi đau từng ngày là từng ngày mình không giao, từng ngày từng giận mình sẽ qua rất mau. Từ vui lắm nó cô đơn sâu, từ khâu vá con tim vốn đang nhiều nghiêng đau. Rồi còn lời gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng người bên ai đây thôi. Chắc em offline có gì tới chiều gặp mọi người nha. Em đi để co cái phòng cho nó ngon lành. Hình như 4 giờ đi thu âm đúng không? Đúng rồi, 3 giờ phải đi à. Tí nữa em phải đi thu âm và em phải đi học bài hát. Để chút nữa em thu âm rồi có gì tới gặp lại mọi người nha. Chứ còn nhiều việc lắm. Rảnh là tranh thủ like mọi người chứ. Hoặc là cũng bận lắm.